Hai xin chào mọi người, mình sẽ hướng dẫn mọi người hoàn thiện cái việc của anh nhé. Sẽ sử dụng viên đá trắng này làm mắt cho mọi người. Hồ Gươm trong truyền thuyết. Hồ của ta hẳn bỏ mắt của mình.
Vậy là mình đã hoàn thiện xong chủ đồ này. Video xin kết thúc ở đây. Bye bye.